Dara xin chào tất cả các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Dara. À, hôm hôm nay Dara mới quay trở lại sau một thời gian chắc khoảng 2 tuần vì trong thời gian này Dara có vấn đề gì sức khỏe gì con mắt do đó không có thể nào mà mình soạn tài liệu được và hôm nay sẽ tiếp tục như lời hứa là Dara sẽ chia sẻ một cái bài học về các thành viên trong trong gia đình và hôm nay là cũng là buổi thứ 12 trong cái từ từ vựng ha và ngày đi cứ chia thằng ngày thằng ngày bốn tí một u sập phía năm bì bốn bì bốn một thầy. và cái câu chủ chủ đề hôm nay đó là tớ nét chia con tí bằng mán khăn ông xa ha tớ chia côn tí bọn mán nóng con nóng rùa xà ở cái câu hỏi này thì hỏi là bạn là con thứ mấy trong trong gia gia đình ha thì um, chúng ta sẽ học những cái từ vựng về những cái uh, vị trí của chúng ta là đứa con ha và ở đây thì chúng ta có một cái hình gia đình như thế này chúng ta sẽ học sao và bây giờ chúng ta học uh, đó ra sẽ có một cái từ là côn là con nè côn con bong ha con chị bong con chị bon là con trưởng hang ở miền nam việt nam thì chúng ta không có kêu con trưởng mà chúng ta chỉ con thứ hai thôi thì ở đây thì có con trưởng là uh, con con chị bon. ha và ở miền nam thì chúng ta kêu con thứ thứ hai ha con chị bon. ha hoặc là ở đây nữa là chúng ta sẽ có uh, rư con đầm đầm bốn khăn nơi khăn nóng cha rư này là là ha côn đầm bôn này là con đầu con đầu hoặc là con đầu tiên ha nơi khăn nóng là ở ở trong crom crua crua xa trong 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 một gia đình ha vậy là côn chip bon côn bon là con con trưởng ha hoặc là rư côn đầm bôn nơi khăn nóng crom crua crua xa là con con đầu trong trong gia đình và chúng ta có thể là con con giữa ha con con cánh cành đàl ha con cành đàl con đàl là ở ở giữa như là chúng ta là con thứ đó um, con con cành đàl hoặc là chúng ta sẽ nói là rư con tì pi, <laughs> nơ khnóng krum grua, grua sa hoặc là con thứ hai trong trong gia gia đình thì cái thứ tự số này chúng ta ở con thứ mấy thì chúng ta sẽ thay thế bằng con số cụ thể ha đây là chỉ là con thứ thứ hai đôi cũng thể là thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu nếu gia đình đông đông con và con út là con con pơ ha con pơ con pơ là con con út thì chúng ta có thể là Úc ơi út ơi pơ ơi pơ ơi hoặc là uh, sri pơ là gái út ha là cồn cồn pơ là con út hoặc chúng ta có thể nói là rư cồn trong còi kế nơi nóng cấm cua cua xa rư cồn là hoặc là con trong còi kế là um, trong còi tức là chót ha sau cùng nhất sau cùng hơn sau cùng là trong còi kế tức là sau cùng tất thảy ha sau cùng nước nông cúm cua cờ sa ở trong trong gia gia đình thì là con cuối cùng trong trong gia đình hoặc là chúng ta nói là con con to ha con to là con một ha con một thì chúng ta có thể là rươi <laughs> con, tay mà nèng nơi knong krum krua krua sa ha rươi cồn tay mà nèng nơi knong krum krua krua sa vậy là chỉ là một đứa con duy nhất trong một gia gia đình hoặc là chúng ta có thể là mình là đứa con xanh xanh đôi ha, cồn cồn plo cồn plo cồn cồn plo là sinh sinh đôi ha đó là những cái thứ tự và À, mình sinh ra trong gia đình thì có một cái câu hỏi về thành viên trong gia đình nữa ta hỏi là miên mà nướng bọn man nẹt nơi nóng cua cua sa nẹt là có bao nhiêu người trong gia gia đình của bạn ha còn là có bao nhiêu người có bao nhiêu thành viên trong trong gia đình bạn ở đây thì theo bức ảnh thì miên miên bèm nẹt chứ nẹt này là mạo từ dành cho con con người ha chúng ta chúng ta không có thể nói là miên pram pramanu ha chúng ta không có thể nói từ này được mà chữ nét này là thay thế cho mạo từ con con người ok miên manu bằng màn nét nơi khăn ông xe nét miên pram nét là có năm người đây là một cái gia đình ha này là hơi đông con cái, bên mình thì có quy định là chỉ có hai con thôi. thì ở đây theo bức ảnh thì có ba nè, mẹ nè, à, em gái nè, anh trai và em em trai ha. thì đối với vai trò thì đây là người vợ chồng con gái ha, con gái, đây là con gái nè, con trai và đây là cũng là con con trai ha. Ở đây thì bây giờ chúng ta học những cái xưng hô trong gia đình chữ crua, crua sa. Crua sa là là gia đình ha, crua, crua sa. Crua sa là gia đình. Bởi vì gia đình của tôi có 5 người crua sa của nhóm miền prem, prem nẹt ha, miền prem Nét. Ta, ta là ông ha, ta là ông. Dì là là bà ha. Yi là là bà. Au opuk ha, au puk. Chúng ta có thể tách ra cái này. Một số bạn thì cứ kêu là ơ ừ, ơ ừ, hoặc là puk puk là cũng được ha. Nhưng mà chúng ta kêu au puk cũng là là cha hoặc là ba ha. Au puk mẹ, au puk mẹ là cha chồng hoặc là là cha vợ ha. Ừ, au puk mẹ là cha chồng hoặc là, là cha vợ một đai ha một đái là mẹ ha một đái là mẹ chúng ta cũng có thể kêu là mẹ luôn mẹ là mẹ hoặc là mẹ nhưng mà đây thì uh, chúng ta học có cái từ vựng một đai đi ha một đai là mẹ một đai khmer là, là mẹ chồng hoặc là mẹ mẹ vợ nói chung ha chỉ nói là một đai khmer là chúng ta biết là mẹ chồng hoặc là mẹ vợ trong cái ngữ cảnh nói chuyện chúng ta sẽ hiểu con pro pro sa pro ha con pro sa pro là con 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 rể con là con ha pro sa là uh, không phải là con ruột của mình ha pro là con trai vậy là con pro sa pro là là con con rể con pro sa srey con pro sa srey vậy là con con dâu ha con pro con pro là con con trai con của mình á tức là con con trai ha rồi con con say con say là con con gái bon bon pro bon bon là anh ha rồi đây là bon là em pro vậy là anh hoặc là em em trai bóng, ôn say vậy là chị hoặc là em em gái ha, khmuoi khmuoi là là cháu ha cháu là con của chị mình hoặc là con của anh mình hoặc là con của em mình thì gì đó thì là, kêu là là cháu ha chứ không phải là cháu nội cháu ngoại mà là cháu cháu trai cháu gái ha khmuoi uh, khmôi prong là cháu cháu trai khmôi srei là cháu cháu gái bong ốn chi chị đơn ha bong ốn chi chị đơn là anh em họ họ hàng hoặc là anh em họ ha bà con á chúng ta nói là anh em bà con á bong ốn chi chị đơn chị ta khmêng chị ta khmêng tức là ông của chồng hoặc là là vợ ha ông của chồng hoặc là vợ chị đốn chị đồn là bà của chồng hoặc là bà của của vợ ha bon play pro bon đi là gì là an là em play này là không uh, không phải là ruột của mình nè là, là tức là rễ ha vậy là à, anh hoặc là em em rể, bón ổn, play, say ha, bón ổn, play, say vậy là trong trường hợp này thì là chị hoặc là em em dâu ha, chị dâu hoặc là em em dâu còn là ôm ôm này là mình gọi là bác ha, bác um, bác là người lớn tuổi hơn cha mẹ mình thì mình kêu bằng bằng bác còn đây là miên 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 là mình gọi chung là gì thím mợ gì đó ha gọi là miên hết miên và pu pu là cậu chú dượng thì cũng gọi một từ chung là là pu Uh, bài học đến đây là hết rồi đã ra vừa chia sẻ với các bạn một số từ trong trong gia đình ha và những cái thành viên trong gia gia đình bài học đã ra thì chia sẻ những cái từ vựng thông dụng để các bạn nói chuyện thôi um, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học của mình và các bạn thấy mình viết sai hoặc là đọc sai chỗ nào thì các bạn có thể là bổ sung uh, comment cho mình để bài học đó tốt hơn bởi vì kiến thức không ai là có hết tất cả các kiến thức mình có À, và nếu các bạn thấy mình à, hỗ trợ các bạn ít nhiều thì các bạn có thể đề cho mình một vài ngàn theo số tài khoản như thế này đây là thông tin của Dara ha và bài học sau các bạn sẽ được học một cái bài học mới nữa thì bây giờ không tiết lộ các bạn nhớ sập ha, và um, like um, video của mình đi thì bữa sau chúng ta sẽ có một cái bài học hấp dẫn hơn về cái phần từ từ vựng. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học sau. Xong chồng riêng lý nâng xóm ở ở